Thưa quý vị, đồng cảm với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đang phải đối diện với nỗi đau của bệnh tật. Rất là nhiều nhà tài trợ, những nhà hảo tâm đã có những việc làm rất thiết thực để giúp đỡ họ. Trong đó có chuyến xe không đồng, một chuyến xe đã làm nên bao nhiêu cuộc đoàn viên trở về trong hạnh phúc và đầm ấm. Bác bị tai nạn, chấn thương sọ não. Tình trạng của chú thì chú cũng bị rối loạn tâm thần, là chú cũng chưa có biết gì hết. Còn đi lạ thì cũng hơi khó khăn. Nhưng mà bây giờ cô là trong tình trạng là cũng không có tiền để chữa trị cho chú, cho nên cô bây giờ cô xin về bệnh viện Quảng Ngãi để cho cô chữa trị cho chú, cho nên nó hơi nhẹ tiền hơn với lại dễ dàng đi lạ hơn. Đó là nỗi lòng của người vợ nhọc nhằn. Suốt nhiều tháng ròng rã đã phải dằn lòng bỏ lại nhà cửa, công việc làm để đồng cam cộng khổ cùng chồng khi biến cố ập đến. Sau những ngày tháng điều trị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Đà Nẵng, đến nay, ông Trần Bé đã được xuất viện về Quảng Ngãi. Chặng đường dường như sẽ gần hơn, bớt khó khăn, lo lắng và nặng lòng hơn bởi sự giúp đỡ của những thành viên mặc áo màu vàng tươi của chuyến xe không đồng. Xe công đồng thành lập từ tháng 10 năm 2019, thì có duyên là những trường hợp đã giúp qua rồi, là mấy bệnh nhân đi về xe xuất viện mà không có tiền về thì bọn anh cũng có chở trong rồi. Bây giờ thành lập được quỹ xe là mấy anh em trong nhóm hỗ trợ với nhau để được thêm nhiều chiếc xe nữa. Và trước đây có một mình xe anh thôi thì anh chưa có dám làm, bây giờ thì có đủ duyên rồi thì mình làm. Mọi người thì cũng hỗ trợ cho mình làm, thì cũng toàn mấy anh em là toàn tâm toàn ý hết. Nên mọi người làm theo một cái tâm của họ thì mọi thứ đều thấy dễ. Với nỗ lực không mệt mỏi của mình cùng với cộng sự, đến nay anh Hồ Ngọc Thanh đã kêu gọi được hơn 10 chiếc xe của các cá nhân, đơn vị hảo tâm tham gia chương trình với các tuyến từ Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế. Cụ thể đã có một số tuyến phục vụ trong những ngày đầu tiên như là Trà My, Tam Kỳ, Quảng Nam, Nông Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong quá trình vận chuyển, nếu thấy hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, chương trình sẽ chi quỹ hỗ trợ thêm tiền mặt từ 500 đến 1 triệu đồng. Thành viên của mình là 22 thành viên, có 5 chiếc xe trực thuộc là 24/7, thì mọi người luôn luôn sẵn sàng cho mọi cuộc gọi. Kinh phí thì anh trích từng quỹ của quán anh, thì tiền hỗ trợ công ty bia với tiền Võ Long bia, thì hai quán tầm khoảng một năm được tầm khoảng 300 triệu. Thì anh bỏ vô duy trì quỹ xăng dầu xe. Những tình cảm và tâm huyết của chương trình chuyến xe không đồng đã được hiện thực hóa thành những chuyến xe an toàn, thoải mái và hoàn toàn miễn phí mà rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung như gia đình của ông Trần Bé, của bà Nguyễn Thị Hoa hôm nay được thụ hưởng. Cô cũng rất vui mừng, nhưng mà bây giờ cô trong nửa mừng nửa lo là cháu là chưa có biết, cho nên cô cũng mừng về chuyến xe thì cô cũng mừng, cô cảm ơn cô bên sự giúp đỡ của từ thiện. Nhưng mà cô đang lo cháu là về tinh thần của cháu nó quá nặng, cho nên cô lo để đó, còn cô mừng được chuyến xe từ thiện, họ từ thiện về thì cô cũng rất cảm ơn. Nói chung là cũng có cái quỹ nhưng không có bù đủ, chẳng qua là mình hỗ trợ mình một chút ít nào đó thôi, còn cái này là tự anh em mình hoạt động giúp đỡ nhau thôi. Thì thấy bà con khổ quá, thì mình rảnh rỗi thì mình cũng giúp đỡ cho bà con. Còn cái chuyện công với xe đồ thì mình còn chưa tính, thì cái chuyện xăng dầu thì ăn thua gì đâu. Nên cứ vậy thì anh em mình cứ vui vẻ mà giúp thôi. Thưa quý vị, vậy là chỉ tầm 3 tiếng đồng hồ nữa thôi thì gia đình của bác Bé và cô Hoa sẽ trở về đoàn tụ cùng với gia đình sau bao ngày trông đợi. Và cứ như thế, những chuyến xe không đồng cứ lần lượt lăn bánh trong rất nhiều tình yêu thương và sự giúp đỡ của những thành viên của câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình không đồng. Qua 2 tháng hoạt động thì khó khăn nhất là lúc mà hoạt động chuyến xe đi về, bệnh nhân. Thứ hai là
mong muốn của bên nhóm là thêm một chiếc xe mà dành cho những xe băng ca. Ví dụ như mà Mạnh Thường Quân, Minh Thanh này cũng đang hỗ trợ chiếc xe nhưng mà xe đặt thì chưa về. Để chương trình đi vào hoạt động hiệu quả, anh Thanh cho biết đã thành lập ban chăm sóc chuyến xe nghĩa tình. Nhiệm vụ của ban là cử người đi khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân. Các đối tượng thụ hưởng là người bệnh và là người nhà bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, không có điều kiện thuê xe nhập viện và phải có giấy xác nhận hoàn cảnh của trưởng thôn hoặc là xã phường. Khi bệnh nhân tại bệnh viện có lịch xuất viện theo yêu cầu báo qua phòng công tác xã hội để gọi trực tiếp cho ban chăm sóc chuyến xe nghĩa tình. Những điều kiện trên nhằm giúp chương trình phục vụ đúng đối tượng cần giúp đỡ. Trên hành trình, dẫu vẫn còn đó những nỗi đau đớn và những giọt nước mắt vì bệnh tật và nghèo khốn. Cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân lẫn các thành viên của chương trình chuyến xe không đồng thành phố Đà Nẵng vẫn tồn hiện một niềm hy vọng, một sự tin cậy về tình yêu thương và sự sẻ chia giữa những tấm lòng. Hiện tại là cái nhóm mình cũng đang rất mong muốn được các anh em lái xe khác hoặc là các bạn mà có cái phương tiện xe cộ hoặc là những bạn không có phương tiện vẫn được thì họ hỗ trợ bằng những cái sức là ví dụ như lên bệnh viện để xác minh những cái thông tin hay là giúp người bệnh rồi thì nhóm mình vẫn làm tất cả những điều đấy. Đang rất mong muốn có xe sớm nhất để cho những bệnh nhân mà xuất viện hoặc là trả viện về mà không có nằm ngồi được á. Thì nhóm cũng đang là thành viên nhóm ai cũng đang mong chờ chiếc xe dành cho băng ca. Thưa quý vị, trên chuyến xe không đồng đầy tình yêu thương luôn có những người như là anh Thanh, anh Huy luôn sẵn sàng để chờ đợi và mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trở về cùng với gia đình. Và chuyến xe không đồng ấy đã luôn túc trực chờ đợi hơn 2 tháng nay và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian sau để giúp thêm được nhiều gia đình, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Và hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết về thông tin của chuyến xe không đồng để vơi bớt những khó khăn và nhọc nhằn trong cuộc sống của họ. Và chuyện trong phố kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.